Rồi, sáng nay chia sẻ giao lưu cho các bạn một cái cây mai giáo đọt xanh rin. Cái này nó có chiều cao là 1m3, bề ngang là 85. Còn hoành thân đây. Chỗ này này. Thân mình đo vào đây. 18 nha. Dưới này nó bự hơn mà nó dít ở dưới đoạn đới dưới này tạo thành một cái cú cú đẹp nó luôn. Cái bè cua rất là lớn nha anh em, bự lắm. Bè cua này cực kỳ bự nha. Mầm tược ở dưới gốc đó này nên nó lọc non đó này. Cái này đọt xanh rin đó. Thì cần mình không ép ghim, mình đang thả rong được một tay này, hai tay này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám này, chín này, 10, 11, 12. 12 tay một ngọn nha anh em. Cái này giao lưu cho anh em giá 6 triệu nha, giá tại vườn không bao cước nha anh em. Cái mai đọt xanh rin hàng đại, siêu giá rẻ thanh lý cho anh em luôn. Anh em nào thích liên hệ nha, số điện thoại mình là 0849 020790 nha anh em. Rồi xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo ha. Cụ đó nó bẹ như người đã thú luôn rồi nè. Đọt xanh rin cỡ này là đâu giờ có rồi nè. 6 triệu nha anh em. Tước mầm mọc. Cái này mình có mẹt hoa luôn nha anh em. Này cây giống hoa đẹp. Rồi xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo nha.